gì tặng tôi? Ê xích vô, ê xích vô. Thèo lèo cất chuột. Bánh mà. Bánh này bánh hèo lèo cất chuột nè. Bánh này bánh cúng ông táo nè. Ý nó tặng tôi, ý lại đây coi ý. Chào cô chú anh chị YouTube đi. Chào cô chú, chào các bạn. Trời ơi trời. Ý ơi ơi. Ý ơi. Cho mẹ cho Coca Cola. Con gái hả? Ngay bà. Bà lanh quá. Cái miệng bà quá trời quá đứt à. Con. Nè con. Rồi. Tới em. Hai phần. Cho chị 10.000 á. Rồi. Rồi, ok, chị đứng lên giùm em. Đây em, cảm ơn em. Năm phần luôn. Hết xoài hết cô găm. Hết xoài hết cô găm. Không, giờ nó hết rồi. Chào tất cả mọi người xem live stream của Cathy Diva, Cathy Official. Mọi người chia sẻ giùm cho em nha mọi người. Và mọi người nào muốn biết chi nhánh 1 á, lộn trụ sở là hẻm 1005 đường Trường Sơn Sậu, từ hẻm 1005 chạy thẳng vô quầy qua hai cây cầu đúc, nhìn về tay phải có công ty dự án đường thủy, chạy lên tí xíu có hàng tôm xanh đó mọi người. Được vô đầu tiên nha mấy bà. Quay đầu là bờ nè. Một phần. Lại đi với chú nè con. Quay. Mấy phần? Hai phần cho cháu đi. Qua đây. Cua ra cho mẹ ý, móng tay mẹ khui cũng được. Mấy bữa nay mày đếm tiền, lúc đầu ngón tay nó đau quá. Mày đếm tiền á con, đếm nào cái đồng. Chia sẻ giùm cách thi mọi người, kì ý. Con lú lên được 20 mấy người coi kìa. Khép lại. Ừ khép vậy mới thấy rõ nè. Ngon ha. Cục vàng. Mấy phần cục vàng? Đứng lên. Đứng ngon thử. Lấy tiền chị, em lấy tiền chị. Lấy tiền đâu được gì đâu, bật ngã. Mấy phần? Đứng lên. Chị Tiên ơi. Có tiền luôn nè. Ngon lành ghê. 3 phần, ok đứng lên nhiều cách. 2 phần luôn thì thôi ai. Mấy phần? Bốn phần, 5 phần luôn đi. 5 phần luôn. Ai? Ba em đâu? Ba đâu? Mong mọi người chia sẻ giùm cho các Thi. Thi có gặp năm chà. À trời ơi, bây giờ đâu có thời gian đâu mà đi gặp nè. Mọi người chia sẻ bên kênh YouTube giùm các Thi. Chè xuống nước đâu rồi?
người ta về rồi má. Ôi uống vậy xong rồi chế ăn. Bà hả? À. Bà ăn hai hột chè ỉ không? Ôi chè nó ngon quá trời, đi về uống vậy. Chị Tiên ơi, người ta hỏi nè, đang live stream nè, đang live stream dán tiền. Chị dán tiền dạo này bụng bự quá vậy, chắc bà địch thúi lắm. Chị ơi chị, trả 10.000 má. Nhiều con. Rồi ok ok ok. Ồ 100 người coi luôn chị Tiên ơi, YouTube 100 người coi luôn. Hello, xin chào các chị nha. Mọi người ngồi đợi em tí xíu nha. Làm chị ơi, không có chè xôi nước thì chị ăn hai muối sầu riêng đỡ chị. Cũng ngon. Qua đi siêu thị đi chị. Ngọt ngào ha. Mọi người chia sẻ bên kênh nha. Ngồi đây nè em, ngồi đây. Ừ. Xích lên, xích lên, xích lên. Xích lên. Đó đó, ngồi đằng sau đó giùm chị, xích lên, xích lên. Đó, mọi người chia sẻ bên kênh YouTube dùm Cát Thi mọi người ơi. Đây, đây là khách mà đang ngồi đợi nè mọi người đó. Nhờ sự yêu quý của các khán giả thì Cát Thi hiện bây giờ vui chỗ nào? Em chỉ cái đoạn đó có chỗ nào hài không? Người ta xin gấu thì không đưa. Còn chờ không? Dạ anh cứ ngồi đi lẹ lắm, tại vì biết xong giờ này bánh ra lẹ ế đó anh. Hai dòng ngồi đi cha, cha ngồi đi, ngồi đi, người ta lấy cái đi bán cho cha, mệt cha ghê á. Ngồi đi, trời ơi một lát đi. Cha cha cái bụng cha ăn như cái mắng xối vậy đó. Trời ơi là trời. Rồi ăn hết cái khu chợ đó chưa? Ăn hết cái khu chợ chưa? Còn bánh xèo chưa ăn phải không? Vừa ăn vừa cui nè. Ăn vừa cui không? Quỷ sứ à. Cầu mong thật là nhiều tiền. Làm lụng dầm mưa dãi nắng, làm cho lắm rồi tắm cũng coi chuồng. Cái câu ông bà ta nói á, cứ làm hoài làm hoài, làm khi nào mà thấy cả đào tiền không ra nổi được nữa thì thôi. Qua đây chụp nè, đi qua đây cho xin chụp tắm coi. Qua đây. Sát vô. Đi sát vô. Lấy cái tay quát lên lên gỗ cô coi. Cô sao? Đây ra chụp hình, đây chụp hình cho nó. Cái gì vậy cô hôn? Trời ơi là trời. Người ta giỡn má ơi má. Cô giỡn không sao con? Chú giỡn đó con. Con tự con khóc à. Khóc sao chụp hình vậy được. Ồ thôi bà nội ơi, bà nội. Rồi cô có coi ở nhà có coi clip của cô không? Coi clip qua đây đó. Coi clip quá. Bây giờ qua đây khóc luôn. Con ở đây có chỗ bán bánh tráng phải cái đấm à. Nha, chỗ bán bánh tráng. Rồi nhìn nè. Rồi ngồi xuống dưới đây rồi cô đánh liền nha. Không đi, nhờ những giọt nước mắt đó mà có bánh liền đó. Đưa đưa cháu nó hai phần đi. Hai phần phải không anh? Ồ cô giỡn con ơi con. Lúc trước á thì cô giỡn. Đẹp gái quá ha. Giống ma không, giống ma không, giống ma không. Ok, chị nghe. Hôm qua em có nhắn tin chị Su mà em không biết á. Đẹp, đẹp. Em quan quan thôi. Em kêu chị mua giùm em bún về cái tiệm, em không có xin ra được đâu á. Chúc chị cho em xin bún được trước rồi không chị. Ok, ok. Dạ dạ. Bây giờ địa chỉ em qua bên Hoàng Gia Lai mà đâu phải bánh tráng của chị đâu. À ok em.
có gì chú chơi em bốn bịch ha. Ok rồi lấy em này bốn phần luôn giùm các thi. Ok. Em làm ở Thủ Đức em làm trong giữa giờ không mở cửa hàng mà chủ cửa. Rồi ok em ok em. Đưa cho em nó bốn phần. Rồi ok. Hết sợ hết rau răm thông cảm giùm chị nha. Rồi. Rồi mình mấy phần? 5 phần. 5 phần cho em gái nè. Rồi, cảm ơn. Rồi. Cứ luộc. Luộc đi. Năm phần của bé này đây. Trứng đâu? Bé bốn phần nào? À được rồi. Con. Cô giỡn. Tự nhiên khóc quá bà. Trời ơi là trời. Mua đi. Mày bắt đứng ba mày luôn. Trời ơi trời. Cho luôn nha. 2.000. Hello mọi người, chào các bạn. Mua nữa. Nhìn gì ghê ấy. Má có thấy đầu còn gãy nè không tôi đâu có tiền đâu tôi mua má ơi thôi tôi xài nó trời xài của nó là xài xong xuống nó đầu tiền bịch xoài hết rồi đó. Ừ hồi nãy các tôi nói là hết luôn rồi đó. Ừ thông cảm với em nghe. Mấy phần? Hai phần ok. Nói nghe nè má. Một ngày má bán vé số á. Bà nội này nè bán vé số nè đó. Bà bán vé số một ngày á. Biết không bà kêu tôi mua hàng 25 lần. Không biết vé số đâu mua hàng hoài. Bà lại bán ế cái cô ơi mở hàng vé số giùm con đi cô. Rồi tôi mở hàng chút xíu vòng sao cô ơi mở hàng vé số giùm con đi cô. Mà một ngày 20 mấy 30 lần số đi hả con tên gì? Dạ con tên Mỹ Tiên. Thủy Tiên. Mỹ Tiên không phải Thủy Tiên. Ra con mày tên cái gì? Mỹ Kiên. Mỹ Kiên. Mày nói rõ ràng Mỹ Tiên coi. Mỹ Kiên hoài. Nói đàng hoàng, phát âm đàng hoàng Mỹ Tiên. Con không có nói đàng hoàng được. Mày không nói đàng hoàng được, mày nói bậy hả? Dạ. Mày nói đàng hoàng coi Mỹ Kiên, Mỹ đồng Mỹ Tiên. Mỹ Kiên nữa. Mỹ Tiên. Đó đã chị không? Tiên. Con nói tiền coi. Tiền. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Tiếng. Con nói tiếng coi, con nói tiếng. Kiến. Chết rồi. Ý dạy dạy em nói chuyện coi ý. Đâu? Con dạy em nói chuyện coi. Tiếng. Chắc xí. Tiếng. Kiến. Lên. Rồi khó quá bổ rồi má khỏi bệnh má ơi. Rồi. Rồi kêu luộc trứng chưa? Cái đó là mới luộc hay gì cho mượn cái trứng coi. Tiên. Là mới vớt ra hay gì?